Nguyễn Long Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em xin mở hộp giới thiệu tới các bác một mẫu quạt rất là hot và rất là cần thiết trong mùa hè này. Đó là chiếc quạt của nhãn hiệu JD, một nhãn hiệu chính hãng. Các bác xem qua vỏ hộp. Trên vỏ hộp này in hình chiếc quạt với lại chiếc tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy. Còn đây là thông tin của đơn vị sản xuất cũng như là đơn vị nhập khẩu. Đơn vị nhập khẩu là Vietsola và Nguyễn Long Audio, nhà phân phối tại Thái Bình. Sau đây em xin phép được bóc hộp để các bác cùng theo dõi. Trong mùa hè này thì cái quạt này là rất cần thiết vì nó sử dụng năng lượng mặt trời, các bác không sợ lo tốn điện. Đầu tiên là cái ống trụ để nối chân đế với lại thân quạt. Đây là thân chính của quạt. Đây là tấm chân đế rất là nặng. Đây là cánh quạt với lại lưới bảo vệ. Lưới sắt làm rất là chắc chắn. Và đây là tấm pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần gắn trên mái có ánh nắng mặt trời là sẽ sạc điện vào quạt cho mình dùng. Mình để cái đất. Còn đây là giá để bắt tấm pin lên mái nhà. Còn đây là cục adapter. Còn đây là tờ giấy hướng dẫn lắp đặt. Sau đây em xin lắp ráp lại để test thử cho các bác cùng theo dõi nhé. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác lắp ráp chiếc quạt này. Đầu tiên các bác lấy cái chân đế này ra. Đặt lên đây. Thì đến các bác lấy cái ống trụ này. Ở đây nó có con ốc xoáy này, các bác tháo ra. Đó. Bác nhấc con ốc từ dưới lên trên. Sau đó các bác gắn cái trụ này vào để xoay. Xoay khi nào nó chặt thì thôi. Rồi. Tiếp đến các bác xoáy cái con chốt hãm này, nhấc cái này lên một xíu. Sau đó các bác dùng tua vít. Tua vít tháo cái xoáy cái con ốc này ra một chút. Rồi. Gắn vào đây. Gắn nó kịch cái rồi các bác xoáy xoáy chặt lại. Đấy, vừa tay. Cái này các bác có thể nâng lên hạ xuống được thoải mái. Nhưng mà cái chân này nó cao thì các bác để nó thấp hẳn xuống.
Đây, quạt chạy rất là êm các bác ạ. Số 1. Số 2. Số 3. Gió rất là mạnh. Đèn chiếu sáng rất là sáng. Đây là cục nguồn adapter để các bác dùng vào điện cắm điện lưới. Các bác cắm vào cái lỗ đằng sau này. Đây ạ. Cái chân này các bác cắm vào điện nguồn lưới nhà mình 220V. Đấy. Còn đây là tấm pin năng lượng mặt trời. Cái này các bác cứ để ra ngoài ánh sáng. Đặc biệt là chỗ nào nắng to thì càng tốt. Mà tốt nhất các bác bắt cố định trên mái nhà thì là nó sẽ cho nguồn năng lượng tốt nhất. Cái này thì nó dây này khoảng 5 mét dây. Cái rắc nhỏ này các bác cắm vào đằng sau. Cắm đằng sau quạt. Bác ngắm qua chiếc quạt. Hình thức rất là đẹp, thiết kế rất là chắc chắn. Trong mùa hè này, nhà bác nào không có máy phát điện hoặc nhà bác nào có con nhỏ thì là khi mất điện thì mình có cái này mình dùng rất tiện. Vì các bác đã mua cái quạt tích điện bình thường đó là 800-900 nghìn rồi, thì các bác thêm chút nữa mua cái chiếc quạt này với giá là khoảng 1.350.000 thì các bác dùng điện năng lượng mặt trời miễn phí, không mất tiền. Mà đặc biệt khi nào mất điện thì các bác dùng cả ngày, không lo là nóng bức, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Em đã test thử chiếc quạt này khi được tích điện đầy có thể chạy được đến gần 10 tiếng đồng hồ. Đấy, theo như nhà sản xuất công bố thì là có thể chạy được hơn 10 tiếng với số 3 mạnh nhất. Với thời gian này thì mình có thể dùng được cả đêm. Rồi vừa qua thì em cũng giới thiệu với các bác mẫu quạt JD, quạt chính hãng. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Số điện thoại là 039 4942 186. Em ở Khả Đông, Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Em nhận giao hàng toàn quốc. Bác nào ở gần có thể đến cửa hàng em xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp chiếc quạt này. Em xin trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.